Câu 176 đến câu 180 gồm có hai bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái trang web, bài đọc số 2 là một cái form ha. Câu 176, what is the purpose? Cái mục đích của trang web là gì? Trang web là bài số 1 nè. Đối với dạng câu hỏi, mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Câu A, to promote, để thúc đẩy cái việc đi xe đạp như là một cái phương tiện giao thông. Câu B, to provide, cung cấp những cái mẹo cho việc maintain, duy trì hoặc là bảo quản xe đạp. Câu C, to recommend, đề nghị hoặc là khuyên cái việc sử dụng những cái làn đường xe đạp địa phương. Câu D, to disclose, để đưa ra hoặc là tiết lộ hoặc là đưa ra những cái luật, những cái quy định cho cái việc giao hàng của doanh nghiệp. Rồi bây giờ mình cùng vào đoạn đầu của bài số 1 nha em. Đây là một cái trang web ha. Thành phố Chesterville, Commercial Bicycling. Cyclists, những người đi xe đạp có thể giao thực phẩm, thức ăn nè, mail, thư từ và những cái mặt hàng khác đó đến những cái location, địa điểm khắp thành phố. To help, để giúp reduce, giảm cái congestion, cái sự tắc nghẽn và tránh những cái vấn đề về giao thông, thì những cái legislation sau dành cho những người đi xe đạp và những cái doanh nghiệp mà thuê họ đó thì phải được implement, thực thi, thực hiện. Rồi em xem nè, ở dưới này là những cái gì đây? Requirements, yêu cầu cho doanh nghiệp, rồi yêu cầu cho người đi xe đạp, rồi penalties là hình phạt nè. Vậy thì em xem cái nội dung của website này đó em, chủ yếu nói về cái gì đây? Đưa ra những cái legislation, rất có khả năng là những cái quy định, những cái luật lệ dành cho những người đi xe đạp giao hàng và những cái doanh nghiệp thuê họ, phải không nào? Và đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu D rồi. Disclose, tiết lộ, đưa ra những cái luật lệ quy định cho cái việc giao hàng của doanh nghiệp ha. Ok. Câu 177, what is mentioned? Cái điều gì thì được đề cập về ID numbers của những người đi xe đạp. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? ID numbers ha, đáp án trước nào câu A? Chúng thì nên visible, là dễ nhìn thấy đem, trên cái reflective apparel. Câu B, chúng thì có thể được requested, được yêu cầu bằng cách hoàn tất một cái form online. Câu C, chúng phải được change, được đổi, annual hàng năm. Câu D, chúng phải được stated, được nêu lên trong một cái đơn xin việc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem ID numbers ở vị trí nào nha em, dò tiếp bài số 1 ha. Rồi ở đây có từ ID number nè, phải không nào, cùng đọc cái dấu chấm này nha em. Businesses, những cái doanh nghiệp thì phải ensure, đảm bảo rằng những người đi xe đạp nhận được cái permit, cái giấy phép đi xe đạp thương mại từ cái office, cái văn phòng này nè, tại City Hall. Cái thẻ này nè, là cái giấy phép đó em, thì sẽ có cái ID number bao gồm 5 số. Chưa có đáp án phải không nào, dò tiếp đi em xem chỗ nào có ID number nữa. Ở đây phải không nào, rồi cùng dò cái chỗ này nha. Cyclists, những người đi xe đạp á, thì phải được cung cấp cái headgear. Head là đầu nè, gear là dụng cụ. Protective là bảo vệ, rất có khả năng đó là cái mũ bảo hiểm ha. Phải được cung cấp cái mũ bảo hiểm nè. Rồi cái reflective vest, mà nó display, nó thể hiện cái tên của cái doanh nghiệp và cái ID number của cái nhân viên này. Vậy thì cái ID number này nè em, sẽ được thể hiện ở đâu? Ở trên cái reflective vest, phải không nào? Lúc nãy có một cái đáp án nè em, nó là reflective, em thấy không? Là câu nào vậy? Câu A nè, em dò lại nè. Chúng thì nên được dễ nhìn thấy trên cái reflective apparel. Rất có khả năng câu A là đáp án, phải không em? Tại vì á, nó nói là cái ID number được thể hiện trên cái đó, vậy có nghĩa là dễ nhìn thấy rồi. Mà có thêm cái từ reflective nữa, chỉ có cái từ apparel á, nó khác với cái từ gì thôi? Từ vest thôi, phải không nào? Rất có khả năng là từ đồng nghĩa ha. Nhưng mà nếu mà mình muốn chắc á, thì mình cứ dò tiếp đi xem chỗ nào nói về ID number nữa không. À, ở đây nè em, chỗ này có phải không nào, mình cùng đọc thử nha. Trong khi làm việc á, thì những người đi xe đạp thương mại á, phải mang cái thẻ mà có ID number. Vậy thì chắc chắn đáp án là câu gì rồi em? À, chỉ có thể là câu A thôi phải không? Còn những câu còn lại đâu có thông tin đâu. Câu B, nó có thể được yêu cầu bằng cách hoàn tất cái đơn online là sai rồi nè, phải không nào? Rồi câu C là nó được thay đổi hàng năm, là cũng không thấy đáp án luôn. Rồi câu D, nó phải được nêu trong đơn xin việc, cũng không thấy luôn, phải không nào? Đáp án là câu A ha. Thật ra cái từ apparel đó em, apparel có nghĩa là quần áo đó, quần áo ha, quần áo. Reflective là phản ánh hay là phản chiếu đó em, chỗ này là đồ dạ quang đó ha, quần áo dạ quang á. Rồi bây giờ em xem trên này nè, nó có từ gì đây? Reflective là phản ánh, là dạ quang nè. Vest là cái áo đó em, ha, cái áo đó. Ok, vậy thì đáp án là câu A được không nào? Câu 178, cái điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ cái regulations, cái quy định, quy tắc nào á bị violated, bị vi phạm nhiều hơn một lần? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Regulations violate more than once, phải không nào? Đáp án trước nha câu A. Cyclists, những người đi xe đạp sẽ phải repeat, lặp lại, học lại cái khóa học đào tạo. Câu B, những employees, nhân viên á, sẽ bị suspended, bị đình chỉ tạm thời khỏi công việc. Câu C, cái số tiền phạt sẽ bị tăng lên. Câu D, cái license, cái giấy phép dịch vụ giao hàng sẽ bị revoke. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa này ở vị trí nào nha em. Mà nói về cái chuyện vi phạm thì mình dò cái mục nào? Penalties, hình phạt, phải không nào? Cùng đọc cái câu này nha em.
Failure, không chịu comply with, tuân thủ bất kỳ những cái requirements, những cái nguyên tắc, những cái quy định này á, thì sẽ result in, dẫn đến một cái hình phạt á, tiền phạt là 100 đô. Rồi, cái tiền phạt này sẽ double, sẽ gấp đôi lên thành 200 đô nếu vi phạm giống như vậy được lặp lại. Cái sự vi phạm giống như vậy được lặp lại là vi phạm lần thứ mấy em? Thứ hai, thứ ba đó, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào vậy? Là đáp án chắc chắn là câu C, phải không nào? Là cái số tiền phạt sẽ được tăng lên, và cụ thể là tăng lên bao nhiêu lần em? Gấp đôi, phải không nào? Ok. Câu 179, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về cyclists, những người đi xe đạp của East Street Diners. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? East Street Diners, phải không nào? Đã đáp án trước nha câu A. Họ thì thường giao Roxbury. Câu B, họ thì được thuê tại cái thời gian giống nhau. Câu C, tất cả bọn họ đó đều là cư dân của thành phố Chesterfield. Câu D, họ thì không có làm việc vào ngày cuối tuần. Rồi bây giờ mình cùng dò xem cái từ khóa là East Street Diners nằm ở vị trí nào nha em. Ở ngay bài số 2 luôn, phải không nào? Em coi nè. Danh sách những người đi xe đạp thương mại, địa chỉ là East Street Diner. Rồi mình cùng xem nha em. Bây giờ em xem là đây là có 3 người phải không? Danh sách gồm có 3 người ha. Đây có tên nè, có địa chỉ nè, có giờ làm việc nè. Ok, vậy bây giờ em xem nè. Địa chỉ á, họ đang ở đâu đây? Họ ở Chesterfield nè. Rồi, cái người thứ hai cũng ở đâu luôn? Chesterfield. Người thứ ba cũng ở đâu luôn? Ở Chesterfield luôn. Vậy họ đến từ cùng một thành phố phải không nào? Vậy đáp án là câu nào đánh được ngay luôn? Câu C phải không em? Tất cả bọn họ đều là cư dân của thành phố Chesterfield ha. Câu 180, cái điều gì có thể được suy luận ra về Mr. Velasquez? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Đã đáp án trước nha câu A. Ông ta sẽ làm việc nhiều giờ hơn là bình thường vào tuần tới. Câu B, ông ta có lẽ phải trả phí phạt, tiền phạt. Câu C, ông ta sẽ có cái thời gian nghỉ vào tháng tới. Câu D, ông ta phải cập nhật cái ID number của ông ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò nha. Nhưng mà em coi nè, câu 180 đó em. Chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài rồi, bởi vì từ câu 176 đến câu 179 nãy giờ chưa có câu nào liên hệ cả hai bài cả, phải không nào? Nhưng mà câu cuối cùng mình cứ dò bài số 2 trước đi ha. Bài số 2, có ông Velasquez không em? Đây phải không nào, là cái người thứ ba trong danh sách những người đi xe đạp nè. Rồi mình cùng xem nha, đây là ID number của ông ấy, địa chỉ là ở đây, rồi cái giờ làm việc á là từ thứ 2 đến thứ 6, 3 giờ đến 9 giờ, thứ 7 là từ 8 giờ đến 3 giờ. Rồi em xem nè, completion, cái sự hoàn tất khóa học an toàn đi xe đạp. No là chưa hoàn tất nè. Notes, ghi chú á, có lẽ là rảnh để mà làm thêm ca, phải không nào? Rồi, chưa có đáp án phải không em? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò lên bài ngược ở trên nha. Bài số 1 đi. Bài số 1 em xem chỗ nào mình chưa dò thì mình dò thôi. Dấu chấm này và dấu chấm này mình chưa dò phải không em? Cùng đọc nha. Businesses, những cái doanh nghiệp á, thì phải giữ cái danh sách của tất cả những cái cyclists, những người đi xe đạp, former, trước đây và hiện tại của họ, và cập nhật nó regularly là thường xuyên. Templates, cái mẫu cho danh sách này nè, thì có thể được download tại đây. Chưa có đáp án, đọc tiếp nha. Commercial cyclists, những người đi xe đạp á, thì phải có trách nhiệm là hoàn tất cái khóa học an toàn đi xe đạp của Chesterfield. Vậy thì cái trách nhiệm của họ, cái yêu cầu của cái người đi xe đạp là phải làm gì em? Phải tham gia hoàn tất cái khóa học an toàn, phải không nào? Mà ông Velasquez chưa có hoàn tất, phải không em? No nè, chưa có hoàn tất. Vậy thì rất có khả năng ông ta bị gì em? Bị phạt, bởi vì lúc này chúng mình có đọc rồi nè. Failure to, không có chịu comply with, tuân thủ bất kỳ những cái nguyên tắc nào, quy định nào, mà cái việc hoàn tất cái khóa học này là một cái nguyên tắc nè em, thì sẽ bị phạt 100 đô, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Có thể là câu B rồi. Ông ta có thể, có lẽ là phải trả cái tiền phạt, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô Cam nha. Bài đọc số 1 là một cái trang web. Thành phố Chesterfield. Commercial bicycling, cái việc đi xe đạp thương mại. Commercial bicycle, xe đạp thương mại là một cái loại xe đạp nó không có quá đắt tiền. Nó chạy nhanh và là một cái cách rất là hiệu quả để giao hàng ha. Nó giống chiếc này nè em. Ok, cyclist, những người đi xe đạp có thể deliver là giao hàng ha. Food là thức ăn, thực phẩm nè. Mail là thư từ và những cái mặt hàng khác. Đến những cái location là địa điểm ha. Around the city, khắp thành phố. Để giúp reduce, giảm cái congestion. Mình có từ congestion là sự tắc nghẽn ha. Sự tắc nghẽn hoặc là ùn tắc giao thông đó em. Để giảm cái sự tắc nghẽn và avoid, tránh những cái vấn đề giao thông á, thì cái legislation, mình có từ legislation có nghĩa là quy định, luật lệ ha. Nó giống với cái từ là regulation hoặc là requirements đó em. Legislation, quy định hay là luật lệ ha, có dịch lại nè. Những cái quy định luật lệ sau á, dành cho cyclists, những người đi xe đạp và những cái doanh nghiệp mà employ là thuê đó em. Thuê ha, mà thuê họ đó thì đã được implement, mình có từ implement là thực thi hoặc là thực hiện ha.
Requirements, những cái yêu cầu, những cái quy định ha, dành cho doanh nghiệp. Businesses, những cái doanh nghiệp thì phải ensure là đảm bảo rằng những người đi xe đạp phải nhận được cái permits. Mình có từ permits, động từ đây em có nghĩa là cho phép, còn danh từ có nghĩa là giấy phép ha. Phải nhận được cái giấy phép đi xe đạp thương mại từ cái văn phòng giao thông tại cái city hall. This card, cái giấy phép này nè, cái thẻ này nè, thì sẽ feature là gì em? Có ha, feature là có. Sẽ có cái mã số ID gồm có 5 số được không nào? Digit là số đó em. Rồi tiếp cyclist, những người đi xe đạp á, thì phải được cung cấp cái head gear. Mình có từ head là cái đầu nè, gear là dụng cụ đầu. Protective là bảo vệ, vậy có nghĩa là cái nón bảo hộ đó em, ha, nón bảo hộ. Và cái reflective vest, vest là cái áo nè. Reflective là phản chiếu đó em, cái áo phản chiếu ha, hay còn gọi là áo dạ quang đó. Áo dạ quang mà nó display, nó thể hiện cái tên của doanh nghiệp và cái mã số ID của nhiều nhân viên. This businesses, những cái doanh nghiệp thì phải giữ cái danh sách của tất cả những cyclists, những cái người đi xe đạp. Former là trước đây, còn current là hiện tại của họ, gặp rất nhiều. Và update và cập nhật nó regularly là gì em? Một cách thường xuyên. Templates là gì? Cái mẫu ha. Cái mẫu. À, những cái mẫu cho danh sách này thì có thể được download, được tải tại đây nè. Requirements, những cái yêu cầu, những cái quy định dành cho người đi xe đạp. While working, trong cái lúc mà làm việc á, thì những người đi xe đạp thương mại phải carry là mang đó em. Mang vác á ha. Mang cái thẻ mà có cái mã số ID của họ. Rồi những người đi xe đạp thương mại á, thì phải chịu trách nhiệm cá nhân. Be responsible for, chịu trách nhiệm ha, cho cái việc là hoàn tất cái khóa học an toàn đi xe đạp của thành phố Chesterfield. Nó có thể được tham gia miễn phí tại đây. Rồi tiếp nào, penalty. Mình có từ penalty là hình phạt ha, hình phạt hay là tiền phạt đó. Hình phạt. Rồi tiếp, mình có từ failure. Failure có nghĩa là không làm gì ha, không chịu làm gì á. Không chịu comply with là tuân thủ đó em. Comply with, tuân thủ ha. Nếu mà không chịu tuân thủ bất kỳ những cái yêu cầu quy định nào này á, thì sẽ result in là dẫn đến em, dẫn đến ha. Sẽ dẫn đến một cái mức fine là tiền phạt đó em, tiền phạt. Dẫn đến cái mức tiền phạt là $100. Cái tiền phạt có sẽ bị double, là tăng lên gấp đôi thành $200 nếu mà cái violation là cái sự vi phạm đây. Sự vi phạm ha. Violation, sự vi phạm, đây là danh từ. Còn động từ là gì em? Violate ha. Rất là hay gặp. Nếu mà cái sự vi phạm giống như vậy, nó repeated, nó lặp lại, thì không nào nó tái diễn ha. Rồi bài số 2 là một cái form, một cái mẫu ha. Danh sách bicyclist là những cái người đi xe đạp thương mại nè. Rồi, cái doanh nghiệp, cái địa chỉ là chỗ này, thì hôm nào. Rồi, tên của người thứ nhất nè. Ok, địa chỉ họ ở nè em. Rồi mình có từ shift là ca làm việc á. Cái giờ ca làm việc là từ 8 giờ đến 3 giờ, thứ hai đến thứ sáu ha. Rồi, ID number. Completion, cái việc hoàn tất cái khóa học an toàn đi xe đạp. Vâng, là hoàn tất rồi nè, yes. Notes, ghi chú. Cái giờ làm việc cuối tuần thì có thể là làm nếu mà yêu cầu ha. Rồi, người thứ hai tên là như thế này, địa chỉ nè. À, ca làm việc là như thế này ha. Rồi mã số ID nè em. Rồi cái khóa học an toàn thì hoàn tất rồi nè. Rồi ghi chú là paycheck. Mình có từ paycheck là tiền lương nè em. Paycheck, tiền lương ha, rất là hay gặp. Paycheck, tiền lương. Cái tiền lương sẽ được cấp vào ngày 30 tháng 8. Rồi người tiếp theo, địa chỉ, ca làm việc ha. Rồi cái mã số nè. Cái việc hoàn tất là chưa hoàn tất nè. Rồi ghi chú, có thể là rảnh để mà làm việc thêm những cái ca khác ha. Ok. Câu 176, câu A mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa. Thứ nhất là thúc đẩy, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là thúc đẩy đây. Thúc đẩy ha. Rồi câu T mình có từ disclose. Mình có từ close là đóng nè. Dis là cái tiền tố, phủ định. Disclose là không có đóng, có nghĩa là tiết lộ hay là đưa ra đó em. Tiết lộ hoặc là đưa ra ha. Chỗ này mình dịch là đưa ra thì nó phù hợp em nè. Câu T là để đưa ra những cái luật lệ quy định cho cái việc giao hàng của doanh nghiệp. Câu 177, câu A mình có từ visible. Là hiện rõ hay là có thể thấy đây em. Có thể nhìn thấy ha. Rồi, mình có từ apparel, có nghĩa là quần áo, trang phục á. Quần áo, trang phục ha. Rồi, câu ai có nghĩa là nó thì nên được hiện rõ để mà dễ dàng nhìn thấy trên cái quần áo reflective, dạ quang, phản chiếu đó ha. Rồi, câu 178, câu B mình có từ suspend. Suspend là đình chỉ nha, đình chỉ ha. Suspend, đình chỉ. Ok, rồi, câu C mình có từ license là giấy phép ha. License rất là hay gặp, giấy phép. Giấy phép, ok. Rồi mình có từ revoke là thu hồi hoặc là hủy bỏ đây. Thu hồi ha, hoặc là hủy bỏ.
Ok, rồi câu 179 câu A mình có từ grocery. Grocery có nghĩa là hàng tạp phẩm em, tạp hóa em, hàng tạp phẩm, hàng hóa, tạp phẩm hay là hàng tạp hóa ha, có nghĩa là có nhiều loại á. Ok. Câu 181 đến câu 185, bài này gồm có hai bài đọc. Bài đọc số 1 là một cái flyer, một cái tờ rơi từ bướm quảng cáo ha. Bài đọc thứ hai là một cái email. Câu 181, what is the purpose? Cái mục đích của cái flyer, cái tờ rơi quảng cáo là gì? Là bài số 1 phải không nào? Đối với dạng câu hỏi thì mục đích chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối ha. Câu A, to encourage, để khuyến khích những doanh nghiệp. Raise fund là gây quỹ. Câu B, để bán một số cái vé cho một cái sự kiện thể thao. Câu C, để promote, quảng bá một cái buổi hội thảo về bóng chày. Câu D, để cung cấp cái cơ hội. Marketing là quảng bá, quảng cáo ha. Rồi chúng ta vào đoạn đầu của bài này trước nha em, cùng đọc nào. Đây là một cái tờ rơi quảng cáo ha, nói về một cái trận bóng chày hàng năm lần thứ 10 của cái nhóm này nè. Ngày diễn ra là 23 tháng 6, đây là cái địa điểm diễn ra ha. Over the past 10 years, trong hơn 10 năm qua đó, thì cái baseball game, cái trận bóng chày của cái nhóm này nè, đã là một cái cách engaging để mà cung cấp cho những chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ cái opportunity, cái cơ hội để mà promote, quảng bá và quảng cáo chính bản thân họ trong cộng đồng. Vậy thì đang nói đến chuyện gì vậy em? À, thông qua cái trận đấu bóng chày, những doanh nghiệp có thể quảng bá, quảng cáo về họ phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính xác sẽ là câu D phải không nào? Offer là cung cấp cái cơ hội quảng bá, quảng cáo ha. Câu 182, cái mức sponsorship nào thì không có bao gồm cái việc trưng bày logo của công ty tại cái phòng vé. Ok, đây là dạng câu hỏi loại trừ phải không nào? Từ khóa là từ nào vậy em? À, từ khóa là local ticket office phải không nào? Rồi bây giờ mình đọc đáp án trước nha. À, đáp án là những cái level khác nhau phải không nào? Vậy bây giờ mình sẽ dò từng cái level xem cái nào không có trưng bày logo tại ticket office là nó ha. Rồi cái số 1 giờ thử xem có không em. First base $250, trưng bày poster của công ty nè, với cái kích cỡ là như đây, ở cái cổng của cái sân vận động, là không có nói gì đến trưng bày logo của công ty ở phòng vé phải không nào? Rồi mình dò thử tiếp cái second nha. Cái second nó thì $500, có được lợi ích của cái first là cái đầu tiên nè, rồi thêm cái việc gì nữa em? À, cái quầy trưng bày tại cái phòng vé. Vậy số 2 là có nè, phải không nào? Còn số 3 thì sao? $750, tất cả những cái lợi ích của cái số 2 luôn. Vậy có là trưng bày phòng vé luôn, phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi em? À, số 1, không có trưng bày logo tại ticket office ha. Câu 183, what is mentioned? Cái nào sau đây thì được đề cập về North Street Flourish? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Là đáp án trước nha em, câu A. Nó lên kế hoạch để mà firm hình thành cái đội bóng chày riêng của nó. Câu B, nó operates, nó hoạt động những cái cửa hàng xuyên suốt cái vùng này. Câu C, nó sẽ donate, quyên góp một phần cái lợi nhuận của nó cho cái charity, hoạt động từ thiện. Câu D, nó đã sponsor, tài trợ cho cái trận đấu của ATBG trước đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa North Street Flourish ở vị trí nào nha em. Giờ tiếp bài số 1 xem có hay không nha. Không có phải không nào, giờ sang bài số 2 luôn đi em. À đây có từ North Street Flourish nè. Rồi mình cùng đọc cái câu chứa từ khóa này nha. Thank you, cảm ơn bạn vì đã đăng ký cho North Street Flourish như là một cái nhà tài trợ cho cái trận đấu bóng chày sắp tới của chúng tôi. Chưa có đáp án đọc tiếp ha. Tôi rất là vui khi mà nghe thấy rằng cái việc tài trợ của bạn cho cái sự kiện này nè, trong những năm trước đã có được những cái lợi ích, mang lại những cái lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Vậy thì có nghĩa là những cái năm trước đây là cái North Street Flourish cũng đã tài trợ cho cái trận đấu này rồi phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chắc chắn là câu D ha. Câu 184, according to the email, theo như cái email là bài số 2 phải không nào? Thì Mr. Petal đã làm gì? Về từ khóa chính là Mr. Petal ha. Đó là bán trước đi em. Câu A, distributed, đã phân phát những cái tài liệu quảng cáo. Câu B, đã gửi thiết kế cho bà Rick Notes. Câu C, đã in cái banner là cái băng rôn ha. Câu D, đã cung cấp cái bản quảng cáo gì đó phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nha em xem Mr. Petal ở vị trí nào trong bài 2. Mr. Petal là người nhận cái email phải không nào? Vậy mình sẽ dò những cái chỗ nào mà có từ you ha. Dò tiếp đi em. À, dòng thứ nhất của đoạn 2 có từ you rồi nè. Cùng đọc nha. Tôi đã nhận được cái thiết kế mà bạn đã email cho tôi. Vậy Mr. Petal đã email một cái thiết kế cho tôi phải không em? Vậy tôi là ai vậy? À, tôi là Great Nose. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu B rồi ha. Câu 185, Mr. Petal có thể là phải trả cho cái nhóm này bao nhiêu tiền? Đáp án là những cái số tiền phải không em? Và số tiền này mình thấy ở bài số mấy? À, bài số 1 phải không nào? Đây là những cái mức tương ứng với những cái gói quảng cáo khác nhau. Và tương ứng với những cái mức này thì nhận được những cái lợi ích khác nhau phải không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Payton nhận được những cái lợi ích gì. Rồi mình đối chiếu lên xem cái mức tiền phải trả là bao nhiêu ha. Vậy đây chắc chắn là cái câu liên hệ giữa bài số 1 và bài số 2 rồi. Mình dò bài số 2 xem ông ấy nhận được lợi ích gì nha em. Cùng đọc tiếp nào. Tôi đã nhận được cái thiết kế mà bạn email gửi cho tôi. Và tôi đã chuyển tiếp nó cho cái công ty
mà nó làm cái banner, cái băng rôn rồi. Sau khi chúng được in thì chúng sẽ được giao hàng đến cái địa chỉ được cung cấp. However, tuy nhiên tôi đã quên hỏi bạn một câu hỏi khi chúng ta nói chuyện ngày hôm qua. Hai cái đội này nè là hai đội mà tình nguyện chơi cái trận đấu. Bạn có cái sự thích hơn, có nghĩa là bạn thích cái nào, cái đội nào sẽ mặc cái logo của bạn hơn ha. Rồi, vậy cái đội nào mặc cái logo của bạn hơn? Vậy bây giờ mình sẽ dò lên nha, xem những cái lợi ích của những cái gói nè. 250 đô là chỉ có đặt cái poster của công ty ở cái cổng của cái sân vận động thôi, phải không nào? Còn 500 đô thì là gì em? Cái lợi ích của cái số 1 ha. Rồi thêm cái gì nữa? Cái quầy trưng bày tại cái văn phòng vé. Rồi 750 là gì đây? Những cái lợi ích của cái số 2, phải không nào? Rồi có thêm cái băng rôn nè của công ty được treo ở cái sân này. Vậy là có băng rôn nè em. Rồi còn cái 1.000 thì sao? Tất cả lợi ích của cái số 3, vậy là có luôn băng rôn á. Rồi gì nữa? Cái billboard kế bên cái chỗ ngồi của khán giả nè. Rồi cái logo của công ty được in lên một trong những cái đồng phục của cái đội chơi. Vậy thì ông ấy phải trả bao nhiêu tiền vậy em? Chắc chắn là 1.000 đô rồi, phải không nào? Bởi vì cái logo của công ty á, thì được in lên đồng phục của cái đội chơi nè. Lúc nãy đó mình có đọc rồi, phải không nào? Cái chỗ nào vậy em? Đây nè. Bạn thích cái đội nào á mà mặc cái logo của bạn hơn ha? Ok, vậy đáp án chính xác sẽ là câu D, được không nào? Sau bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Bài đọc số 1 là một cái flyer. Flyer là tờ rơi, tờ bướm quảng cáo ha. Rồi, baseball game, cái trận đấu bóng chày hàng năm lần thứ 10 của cái nhóm này nè. Ngày diễn ra là 23 tháng 6 tại cái sân vận động Portes, Atlanta, Georgia. Over the past 10 years, trong hơn 10 năm qua đó, thì cái nhóm này nè, cái trận đấu bóng chày của nhóm này á, là một cái cách engaging, mình có từ engaging là hấp dẫn ha, để mà cung cấp cho những cái chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ cái cơ hội để mà promote. Mình có từ promote có 3 nghĩa: thúc đẩy, quảng cáo và khuyến mãi ha. Chỗ này là quảng cáo nè, quảng cáo, quảng bá ha. Markets cũng vậy luôn, là quảng cáo, quảng bá luôn ha. Quảng cáo, quảng bá chính bản thân họ trong công chúng, cộng đồng. Rồi cái nhóm này thì rất là vui khi mà cung cấp những cái mức độ tài trợ sau cho cái trận đấu. Fundraising là gây quỹ ha. Fundraising, gây quỹ. Rồi cái mức độ tài trợ nè. Cái mức thứ nhất là 250 đô. Benefits, lợi ích nhận được là một cái tấm poster của công ty với kích thước là như đây ha. Được đặt ở cái lối vào, cái cổng vào của stadium là sân vận động đấy. Cái mức thứ hai là 500 đô với tất cả những cái lợi ích của cái thứ nhất. Và cộng thêm một cái display stand là cái quầy trưng bày của công ty á, được đặt ở cái văn phòng vé ha, phòng vé. Rồi cái thứ ba là 750 đô, tất cả những lợi ích của cái thứ hai luôn. Và có cái băng rôn của công ty hân là được treo ở trên cái sân vận động ha, sân bóng chày. Rồi cái mức thứ ba cuối cùng á, là 1.000 đô, có tất cả những lợi ích của cái thứ ba luôn. Và có cái billboard là cái bảng dán thông cáo ha, kế bên cái chỗ ngồi của những người xem. Rồi tiếp theo là cái logo của công ty sẽ được in lên một trong những cái đồng phục của một cái đội chơi. Rồi vui lòng hãy liên hệ với lại cái quản lý văn phòng của chúng tôi, tên là Tessa Reynolds, tại cái email này nè. Nếu bạn quan tâm cái việc trở thành một sponsor, mình có từ sponsor là nhà tài trợ ha, nhà tài trợ ha. Từ này vừa là danh từ vừa là động từ, nếu động từ thì có nghĩa là tài trợ ha. Rồi cái thứ hai là cái email gửi đến cho Petal, gửi từ Rick Knows, ngày gửi là 30 tháng 4, chủ đề là để cảm ơn ha. Mr. Petal thân mến, cảm ơn vì đã register, là đăng ký, đây em gặp rất nhiều rồi ha. Đăng ký cho North Street Florist như là một sponsor, là nhà tài trợ cho cái trận đấu bóng chày sắp tới của chúng tôi. Tôi rất là vui khi mà nghe thấy rằng cái việc tài trợ của bạn cho cái sự kiện này trong những năm previous, là năm trước đây ha. Previous là trước đây. Trước đây. Thì beneficial là mang lại những cái lợi ích, lợi nhận cho cái công ty của bạn ha, doanh nghiệp của bạn. I received, tôi đã nhận được cái thiết kế mà bạn email cho tôi, và tôi đã forward là chuyển tiếp nó ha, chuyển tiếp gửi đến. Tôi đã chuyển tiếp nó, gửi nó cho cái công ty mà nó làm banners và băng rôn đó. Sau khi mà chúng được in á, thì chúng sẽ được giao đến cái địa chỉ được cung cấp. However, tuy nhiên tôi đã quên hỏi bạn một cái câu hỏi khi mà chúng ta nói chuyện ngày hôm qua. Cái Atlanta Bears và Charleston Raptors là hai cái đội mà sẽ tình nguyện chơi trong trận đấu này. Bạn thích cái đội nào sẽ mặc cái logo của bạn hơn? Vui lòng hãy cho tôi biết as soon as possible, sớm nhất có thể. Cảm ơn, rồi ký tên ha. Có 183 câu C, mình có từ donate, có nghĩa là quyên góp, gặp rất nhiều nha em. Quyên góp ha. Quyên góp, donate, quyên góp. Rồi, mình có từ profits là lợi nhuận ha. Lợi nhuận. Vậy câu C có nghĩa là nó sẽ quyên góp một số, một ít cái phần lợi nhuận của nó cho cái charity, là hoạt động từ thiện ha. Ok. Câu 186 đến câu 190, bài này gồm có 3 bài đọc. Bài đọc thứ nhất và thứ hai là cái email ha. Bài đọc thứ ba là một cái memo, một cái thư báo nội bộ.
Câu 186. Why? Tại sao cái email đầu tiên được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của email. Chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối ha. Câu A. To arrange. Để sắp xếp một cái buổi phỏng vấn với một cái ứng cử viên. Câu B. Để make an offer. Để đưa ra một cái lời đề nghị cung cấp. Employment là việc làm. Câu C. Để khuyên hay là cho nhân viên biết về những cái kế hoạch trong tương lai. Câu D. Để yêu cầu feedback, phản hồi về một cái chương trình thực tập. Rồi bây giờ mình cùng dò đoạn đầu của cái email đầu tiên trước nha em. Rồi cùng đọc nào. Đây là một cái email ha. Catherine thân mến, như là tôi chắc chắn rằng bạn biết được là cái kỳ thực tập của bạn á, với cái bộ phận quảng cáo của Dresco sẽ end, sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong cái suốt cái khoảng thời gian mà bạn làm việc với chúng tôi đó, thì bạn đã làm việc rất là chăm chỉ và thực hiện công việc rất là nghiêm túc. That's why, đó là lý do tại sao mà tôi muốn đề nghị cung cấp cho bạn một cái vị trí việc làm full time như là một cái điều phối viên sáng tạo ở đây. Vui lòng hãy dành thời gian để mà consider, xem xét cái lời đề nghị này một cách cẩn thận. Vậy mục đích của cái email này là làm gì vậy em? Đề nghị cung cấp cho Catherine một cái vị trí việc làm full time ở công ty, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ coi đáp án là câu nào vậy em? À, chắc chắn là câu B rồi ha. Đưa ra một cái lời đề nghị, một cái sự cung cấp. Employment là job, là việc làm, phải không nào? Đáp án chắc chắn là câu B ha. Câu 187, Mr. Brutes đã làm gì vào ngày 16 tháng 8? Vậy từ khóa là từ nào vậy em? À, Mr. Brutes vào ngày 16 tháng 8, phải không nào? Đó là đáp án trước nha. Câu A, return, trở về từ một cái hội nghị. Câu B, conducted, đã tiến hành một số cái sự đánh giá. Câu C, đã gửi một cái email cho những cái điều phối viên văn phòng. Câu D, apply for, nộp đơn ứng tuyển vào một cái vị trí còn trống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Mr. Brutes vào ngày 16 tháng 8 ở bài số mấy và vị trí nào nha em. Dò tiếp bài số 1 xem có không? À, Mr. Brutes là cái người viết cái email đầu tiên phải không nào? Nhưng có ngày 16 tháng 8 không em? À không có, còn bài số 2 thì sao? Đây, bài số 2 có ngày 16 tháng 8 nè. Và có Mr. Brutes không? Ở đây nè, phải không nào? Rồi mình cùng đọc cái chỗ này nha. Ron Brutes vừa mới got back, trở về từ cái conference, cái hội nghị Los Angeles vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là ngày nào vậy em? 16 tháng 8. Vậy Mr. Brutes vừa mới trở về từ một cái hội nghị ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu. Câu ai được không nào? Return, đã trở về từ một cái hội nghị được không nào? Câu 188, what is indicated, cái điều gì thì được nói về Miss Milston. Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đó đáp án trước nha. Câu A, cô ấy đã nhận được rất là nhiều cái lời đề nghị cung cấp việc làm từ nhiều công ty. Câu B, cô ấy thì làm việc như là một cái thực tập sinh cho 3 tháng trong 3 tháng ha. Câu C, cô ấy đã inspect, đã tham tra kiểm tra các văn phòng của Dresco. Rồi câu D, cô ấy thì sẽ trở lại trường đại học sớm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem Miss Milton ở vị trí nào nha em. À, Miss Milton chính là cái người mà nhận cái email đầu tiên phải không nào? Vậy Miss Milton chính là một trong những cái thực tập sinh mà ông Brutes đề nghị cung cấp cái việc làm full time, là một cái điều phối viên sáng tạo phải không nào? Rồi mình đọc tiếp nha. Vậy người nhận cái email này là Jill phải không em? Đọc tiếp nào, xem chỗ nào có Jill. À đây phải không nào, đây nè. Tôi đánh giá cao nếu mà bạn có thể ghé qua văn phòng của tôi và cho tôi biết về cái quyết định của bạn là quyết định có nhận cái full time, cái việc làm full time là điều phối viên hay không đó. Hết rồi phải không nào, vậy mình đọc tiếp cái bài ở dưới xem có hay không nha. Rồi, đọc tiếp nè. Và tôi đã nói chuyện với ông ta về cái vị trí điều phối viên sáng tạo còn trống. Dường như rằng là ông ta đã đề nghị cho một trong những cái interns thực tập sinh của ông ta. Nhưng mà she, cô ấy, turn it down, từ chối bởi vì cô ấy return, sẽ trở lại trường cho cái kỳ học tốt nghiệp vào tháng tới. Vậy thì cô ấy ở đây chính là ai vậy em? À, cái người mà ông Brutes đã đề nghị cái công việc điều phối viên sáng tạo phải không nào? Và cô ấy chính là Milston ha. Và cô ấy phải làm gì vậy em? Phải quay lại trường học để mà học cho cái kỳ tốt nghiệp phải không nào? Vậy đáp án là câu nào? À, đáp án chính xác là câu D ha. Cô ấy sẽ trở lại trường đại học sớm được không nào? Câu 189, cái điều gì thì được nói về cái vị trí điều phối viên sáng tạo này? Về từ khóa chính là Junior Creative Coordinator Position, phải không nào? Đó đáp án trước nha. Câu A, nó thì vẫn còn trống trong hơn một tháng. Câu B, nó đã không được lắp đầy bởi một thực tập sinh, phải không em? À, chính xác rồi phải không nào? Tại vì lúc nãy mình có dò đó là đây nè, dường như rằng là ông ta đã cung cấp nó cái vị trí đó cho một thực tập sinh của ông ta, nhưng cô ấy đã turn it down, là từ chối nó, được không nào? Vậy thì đáp án chính xác sẽ là câu B luôn ha. Câu 190, why, tại sao Mr. Brutes lại muốn nhân viên của bộ phận quảng cáo liên hệ với ông ta? Vậy từ khóa chính là Mr. Brutes, advertising staff và contact phải không nào? Đó đáp án trước nha. Câu A, to confirm, để xác nhận cái sự tham dự của họ tại một cái bữa tiệc. Câu B, để suggest, để đề xuất những cái nơi ăn ở địa phương. Câu C, để cung cấp những cái mẹo đào tạo cho một nhân viên mới. Câu D, để volunteer, tình nguyện bố trí sắp đặt một cái không gian văn phòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng dò xem từ khóa này ở vị trí nào nha em. Câu cuối rồi mình dò bài số 3 luôn ha.
Đây có từ khóa này em, có từ staff nè, department advertising nè, và hôm nào đây là một cái memo, một cái thư báo nội bộ gửi đến cho nhân viên của bộ phận quảng cáo ha, gửi từ ông Bruce nè. Chủ đề là ngày mai, ngày gửi là 11 tháng 9, cùng đọc luôn nha. Tôi rất vui khi mà thông báo rằng Wendy Summers sẽ là một cái điều phối viên sáng tạo mới của chúng ta. Dựa trên cái score, cái điểm bài kiểm tra của cô ấy thì tôi tin rằng cô ấy sẽ là một cái người thêm vào rất là có ích ha, có giá trị cho cái bộ phận của chúng ta. Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc ở văn phòng vào ngày mai và tôi muốn làm cái điều gì đó để mà cô ấy cảm thấy được chào đón. Tôi đang nghĩ rằng là chúng ta có thể đi đến một cái nhà hàng ở trong cái khu vực ngay sau giờ làm việc. So, vì thế vui lòng hãy cho tôi biết trước 5 giờ ngày hôm nay nếu bạn có cái sở thích nào. Vậy thì chỗ này là liên hệ phải không em? Hãy cho tôi biết nè. Cho tôi biết chính là liên hệ với tôi á, là liên hệ với ông Bruce á. Liên hệ với ông Bruce để làm gì vậy em? À, để cho biết về cái sở thích của những cái nhân viên là xem đi ăn ở cái nhà hàng nào trong khu vực phải không nào? Vậy đáp án chính xác sẽ là câu là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các anh nha. Bài số 1 là một cái email gửi đến cho Milstein, gửi từ Brute. Chủ đề là internship của bạn. Mình có từ internship là cái kỳ thực tập đó em. Ngày gửi là 13 tháng 8. Catherine thân mến, như là tôi đảm bảo, tôi chắc chắn rằng bạn biết được cái kỳ thực tập của bạn á, với cái bộ phận quảng cáo Draxco sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong suốt cái thời gian làm việc với chúng tôi đó, thì bạn đã làm việc rất là hard và chăm chỉ và đã thực hiện cái công việc seriously là một cách nghiêm túc ha. That's why, đó là lý do tại sao mà tôi muốn offer, đề nghị cung cấp cho bạn một cái vị trí làm việc toàn thời gian permanent. Mình có từ permanent là lâu dài hay là cố định ha. Trái nghĩa với nó là từ temporary, có nghĩa là tạm thời đó em. Temporary là tạm thời ha, còn permanent là lâu dài cố định. Một cái vị trí làm việc toàn thời gian lâu dài cố định. Cái vị trí đó là coordinator, điều phối viên sáng tạo sơ cấp. Ở đây, rồi, please vui lòng take some time, mình có từ take time là dành thời gian đó em. Vui lòng hãy dành một ít thời gian để mà consider, xem xét cái lời đề nghị này một cách cẩn thận. Tôi sẽ rời khỏi ngày hôm nay để mà tham dự một cái cuộc họp truyền thông, nó sẽ begins, bắt đầu vào ngày mai, nhưng mà tôi sẽ trở lại vào hôm thứ sáu. I appreciate, tôi sẽ đánh giá cao, mình có từ appreciate là cảm kích, là đánh giá cao ha. Nếu bạn có thể drop by là ghé qua đó em. Nếu bạn có thể ghé qua văn phòng của tôi lúc đó và cho tôi biết về cái quyết định của bạn, rồi ký tên ha, director, giám đốc của bộ phận quảng cáo. Tiếp theo nào, email thứ hai gửi đến cho Rowland, gửi từ Shoot, chủ đề là cái vị trí cho cái bộ phận quảng cáo, open là còn trống ha, ngày gửi là 16 tháng 8. Miss Rowlands thân mến, Ron Brooks vừa mới trở về từ cái conference, là cái hội nghị ha, hội nghị. Từ cái hội nghị ở Los Angeles ngày hôm nay, tôi đã nói chuyện với anh ta về cái vị trí coordinator, điều phối viên sáng tạo sơ cấp còn trống, và dường như rằng anh ta đã đề nghị cung cấp nó cho một trong những cái intern là thực tập sinh em. Mình có từ intern là thực tập sinh ha. Một trong những thập tập sinh của anh ta, nhưng mà cô ấy đã turn it down, mình có từ turn down là từ chối đây. Nhưng mà cô ấy đã từ chối bởi vì cô ấy phải trở lại trường học để mà học cho cái việc tốt nghiệp vào tháng tới. Mr. Brooks đã indicate that, đã nói lên rằng là anh ta có lẽ là cung cấp cái công việc cho một trong những cái thực tập sinh khác của anh ấy, nhưng mà chỉ sau khi conduct là thực hiện hoặc là tiến hành ha. Conduct, thực hiện hoặc là tiến hành một vài cái evaluation là sự đánh giá đó em. Vào ngày 3 tháng 9, nếu mà Mr. Brooks quyết định là không có đưa cái lời đề nghị này, bạn có thể đăng cái thông báo quảng cáo về cái tuyển dụng việc làm trên website. Nếu chúng ta go ahead tiếp tục và thuê, nếu chúng ta bắt đầu và thuê một cái candidate là ứng cử viên đó em. Ứng cử viên ha. Thuê một cái ứng cử viên ở bên ngoài, và cái người này nè thì sẽ phải làm một cái bài kiểm tra aptitude, là bài trắc nghiệm về khả năng đó em. Trắc nghiệm năng khiếu ha. Sẽ làm một cái bài trắc nghiệm năng khiếu. Note, chú ý rằng á, là mặc dù vậy nhưng mà cái này nè thì sẽ không có apply to. Mình có từ apply to là áp dụng ha. Apply to, áp dụng. Sẽ không có áp dụng cho cái thực tập sinh, cái người mà được đề cử thăng tiến ha. Rồi, ký tên. Cái thứ ba là một cái thư báo nội bộ gửi đến cho tất cả nhân viên của bộ phận quảng cáo của Draxco. Người gửi đó là Mr. Brute. Chủ đề là ngày mai, ngày gửi là 11 tháng 9. Tôi rất là vui khi mà thông báo rằng là Wendy Summers sẽ trở thành một cái điều phối viên sáng tạo sơ cấp mới của chúng ta, based on, dựa trên cái score, cái số điểm của cái bài kiểm tra trắc nghiệm
về khả năng năng khiếu đó của cô ấy, thì tôi tin rằng cô ấy sẽ là một cái addition. Mình có từ addition là cái vật được thêm vào hay là cái người được thêm vào ha, người thêm vào. Valuable là có ích á, có ích cho cái bộ phận của chúng ta. Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc ở văn phòng vào ngày mai và tôi muốn làm cái điều gì đó để mà cô ấy cảm thấy được chào đón. Tôi đang nghĩ về việc là chúng ta sẽ đi ra một cái nhà hàng ở trong cái khu vực ngay sau giờ làm việc. Vì thế vui lòng hãy cho tôi biết trước 5 giờ ngày hôm nay nếu bạn có bất kỳ cái sở thích nào về cái nhà hàng đó ha. Rồi câu 186, câu C mình có từ advice. Advice có hai nghĩa, thứ nhất là khuyên. Advice là thứ nhất là khuyên, thứ hai là cho ai biết về thông tin gì đó ha. Cho biết, chỗ này là có nghĩa là cho biết đây em. Câu C là cho nhân viên biết về những cái kế hoạch trong tương lai. Câu 187, câu D mình có từ vacant position. Position có nghĩa là vị trí ha. Vị trí, position. Vacant là còn trống đó. Trống. Vậy câu D có nghĩa là apply for, là nộp đơn để mà ứng tuyển vào cái vị trí việc làm còn trống ha. Câu 188, câu C mình có từ inspect, là thanh tra hoặc là kiểm tra, rất là hay gặp. Inspect, thanh tra, kiểm tra, động từ ha. Rồi câu 189 mình có từ commute. Động từ commute có nghĩa là đi lại, đi lại ha. Đi lại, đi lại. Rồi câu đi có nghĩa là nó không có yêu cầu cái việc đi lại đến một cái văn phòng, có nghĩa là có thể làm việc ở nhà chẳng hạn ha. Ok.